alo một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín xin chào tất cả các em hai k tư welcome back rồi xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn nữ của chúng ta những bạn đang xem livestream các bạn nữ ở trong lớp vip của chúng ta một ngày mùng tám tháng ba thực sự là tuyệt vời và ý nghĩa các em nhé thời gian không chờ đợi ai cả và thầy trò chúng ta vừa được xem một cái clip mà thầy dành tặng cho các anh chị 2K3 trước khi bước vào cuộc chiến. cũng coi như là lời chúc mùng 8 tháng 3 cho các anh chị 2K3 của chúng ta. Ok rồi, thầy chào mấy đứa. Thời gian thầy trò chúng ta ở bên nhau không còn nhiều nữa đâu. Thầy hy vọng là các em hãy cố gắng sắp xếp thời gian và chiến đấu với thầy nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngày số 3. trong cái chuỗi 7 ngày thử thách luyện đề và thầy hy vọng là một lần nữa các em có thể chia sẻ livestream mình giúp thầy được không ạ? Để chào Đinh Công Thắng, Hà Chí Trung, Nguyễn Thế, Lương Hữu Quân, Võ Quang Vinh, Đỗ Tấn Đức, Tuyết Mai, Nguyễn Duyên, uh, Nguyễn Quang Thiện. Uh, thầy sẽ cố gắng là để khi mà đến cái giai đoạn mà chuẩn bị chia tay các em thì thầy sẽ giữ giọng và sẽ đi uh, quay một cái MV siêu phẩm để hát dành tặng cho các em lớp VIP 2K4 nhá. Yeah, ok, cảm ơn các em rất là nhiều. Uh, Đỗ Tấn Đức, Thanh Huyền, Hải Trương. Ừ rồi, Hải Trương rất là manly đúng không? Nguyễn Văn Tránh, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Lâm Quốc Hải mấy đứa chia sẻ livestream giúp thầy đi à, hộ thầy cái nhá để cho nhiều bạn vào học à, đến à, 2.000 bạn thì thầy trò chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhỉ đùa vậy thôi chiến luôn thôi để tiết kiệm thời gian tối đa cho mấy đứa nhá à, mấy đứa ăn cơm chưa à, đi học đi hiếc về cố gắng giữ gìn sức khỏe nhất là những cái bạn mà đang f thì các em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá à, kháng chiến còn trường kỳ do đó mà chúng ta hãy cố gắng lên à, đề ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ cùng xem bảng xếp hạng trong lớp VIP trước À, chúng ta cùng vinh danh bạn Nguyễn Hải Nam, à, bạn Nguyễn Thùy Duyên, bạn Nguyễn Vi An à, được 10/10. 10. Ngày hôm nay thì cái đề nó bị lỗi ở câu số bao nhiêu ấy à, do là khi mà đăng lên thì thầy đăng cái file cũ do đó mà nó chưa sửa. Coi như ngày hôm nay các em làm 39 câu thôi. Do đó những bạn nào mà được 9,75 thì coi như là 10 nhá. Cái đề ngày hôm nay thì thầy thiết kế nó tương đối là nhẹ nhàng, do đó mà những bạn nào mà em được 9 trên 9 thì em cũng đừng chủ quan chúng ta có bạn uh, trần thị phương thảo là một trong những học sinh mà xếp uh, top uh, hai buổi ngày hôm nay rồi đúng không ạ trần việt hoàng nguyễn trường lâm lý quốc nhân thùy dương nguyễn hoàng công anh trần quốc an nguyễn hữu tường hồ phương anh vũ yến linh và lê quốc thắng rồi ok thầy sẽ trách ngay một số cái tên mà thầy thấy quen thuộc đó là bạn nguyễn hoàng công anh hồ phương anh tống lan anh nguyễn anh kha nguyễn quốc anh rồi vân v, v. À, chúng ta cùng trách một số bạn khác ví dụ như là bạn thắng đi nào có bạn nào tên thắng không Lê Quốc Thắng ông nào họ tên Thắng thì như cũng giỏi hóa cả đúng không ạ? Thế chào Ngọc Tiến võ Hoàng Lợi, Nguyễn Dũng lợi xem nào. Ok, lợi thì không có, thử xem răng xem có không. Lợi và răng đều không có luôn. Thế mới đẻo chứ. Như xem có không nhỉ? Lưu Lưu hình như 9 và Nguyễn Thị Như Quỳnh 8,75. Ờ ok, bạn Yến xem nào. Bạn Vũ Yến Linh 9,5 toàn là đỉnh cao thế này. bạn Võ Quang Vinh xem nào. Võ Quang Vinh không có ở đây nhỉ? hay là do cái này nó update nó chưa chuẩn. À, Ngọc Tiến, Huỳnh Thị Cẩm Vân. Ok. À, bạn Lâm Lâm xem nào. À đây bạn Trường Lâm 9.75 thì coi như là 10 rồi. À, bạn Quân xem nào. Lương Hữu Quân 8.5 trên 10. À, Duyên xem nào. Duyên không có rồi. À đây Duyên đây. À, Nguyễn Thùy Duyên và Nguyễn Thị Duyên thì không biết là Duyên nào là 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 là, là Duyên Hà Nội ấy nhỉ? Rồi thầy chào Duy nhá. À, Duy, ok. Nguyễn Vũ Khánh Duy, Đỗ Duy Minh Hoàng, Nguyễn Thị Duyên rồi. À, thầy ơi, thầy có muốn vào Sobit không ạ? À? Em từng đào tạo cho nhiều người như Ngọc Trinh, Minh Hằng nếu thầy muốn thì vào em. À, ok, cảm ơn nhá. Thôi thầy, thầy không vào Sobit đâu. Thầy vào edubiz à, thế là đủ rồi, Hoàng thế nào. Hoàng đây có Trần Việt Hoàng và Nguyễn Hoàng Công Anh, hai ông này thì là pro vip của lớp chúng ta rồi. Ừ, rồi, thầy chào mấy đứa nhá. Huy, Huy, Hà Đức Huy. Ờ, à, chào góc nào điểm thấp nhỉ? Đều thật đấy. Ờ, à, Tuấn thế nào? À Tuấn không có nhỉ? Rồi ok nhá, thế nhá. Ờ, à, tiếp đến là ở ngoài lớp VIP của chúng ta, chúng ta có bạn Nguyễn Hoài Hải Nam ở bên ngoài và tôi hiệu Hải Phòng. Ờ, à, Tống à, Hồng Công. À, ông này là họ Tống này, Hoàng Tráng này, Lương Văn Tụy Ninh Bình này, danh lớp VIP đẹp trai. À, bạn danh này dạo này cũng nổi phết này này. Duyên lớp VIP dễ thương. <laughs> ông thì đẹp trai rồi ông dễ thương thế thì thế thì còn ông nào mà xấu nữa bạn tiêu nguyệt của chúng ta pro vip đây rồi trần hồng uh, nguyễn uh, nghiêm khánh tiệp tống lan anh lê tùng nguyễn thị khánh linh nguyễn uh, thế v vip vip rồi trịnh ngọc quang trình trần rồi rất nhiều nhá tuyệt vời đấy Để ngày hôm nay nếu mà em mà được 40 mươi trên bốn mươi đồng nghĩa việc là cái 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 câu số bao nhiêu ấy nó lỗi mà em vẫn uh, chọn ra là đúng được nét ok ok thầy trò chúng ta chiến thôi các bạn đã sẵn sàng chưa chiến nhé. <laughs> em thấy đề này nhẹ hơn hôm qua đúng rồi đề ngày hôm nay thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều nó nó rất là tình cảm ok và thầy sẽ cho các em những cú sốc đầu đời sau đó thì chúng ta bắt đầu tình cảm dần với nhau đúng không ạ ok con số một nào chiến thôi chiến thôi ngày hôm nay thầy đi làm về cũng hơi mệt nói thật với các bạn là uh, livestream liên tục uh, mấy ngày thì sức khỏe nó sẽ bị yếu đi do đó mà có thể là nó sẽ không đủ nhiệt thì các em thông cảm nhá Rồi câu số 1 comment cho này đi à Rồi à, câu số 1 nào Tổng số nhóm amino và số nhóm uh, carboxin ở trong phân tử lysine à, Thằng này có hai nhóm amino và một nhóm carboxin vậy tổng uh, 2 thằng này cộng lại bằng 3 Nhá câu số 2 Thành phần chính của mối iốt là gì ạ ừ, Rồi à, Thành phần chính của mối iốt là gì mấy đứa comment cho này xem nào à, Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Văn Tránh Vũ Phương Thảo Bùi Mỹ Lệ Nguyễn Duyên à, Nguyễn Như Quỳnh Rồi Khói Văn À, em nhớ thầy là muối iốt chúng ta thành phần chính thì vẫn phải là uh, muối ăn nhé, NaCl nhé. À, nó có thể trộn thêm thí KI rồi hay NaI uh, gì đó vào đúng không ạ? Nhưng mà đừng có chọn B nha chú ý cho thầy đọc tinh vào. Câu số 3, kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất thì phải là những cái thằng mà có tính ca uh, chiêu của nó, tính cú số mạnh đúng không ạ? À, bạc rồi, nhôm với nari magie bọn này thì quá mạnh rồi. ancol nào sau đây có khả năng tạo phức với đồng Hiroshit? Thì muốn tạo phức với đồng hydroxit thì cái ancol đó phải là thuộc họ là polyancol và có các cái nhóm OH liền kề. Nhá, thì em thấy thằng này là à, không phải polyancol rồi. Thằng này polyancol nhưng mà nó cái nhóm OH nó lại cách nhau một cái cầu methylen gạch. Thằng này cũng không phải polyancol chỉ có anh này thôi nha. Câu số 5. Ừ, rồi rất tốt Nguyễn Duyên Đinh Công Thắng, Nguyễn Văn Tránh, Huỳnh Thị Cẩm Vân và Thanh Huyền. Những cái tên đã đi vào lòng đất rồi. Rất là quen thuộc rồi. Câu số 5 một câu hỏi liên quan đến cái phần tích số ion của nước đúng không ạ? bằng thực nghiệm thì tại 25 độ C người ta sẽ xác định cái tích số ion của nước nó có giá trị bao nhiêu và thầy thấy câu này nhiều bạn sai kinh khủng luôn có nhiều ông chọn A có ông lại chọn B thầy chả hiểu vì sao cả nha tích số ion của nước người ta sẽ ký hiệu là KH2O chính bằng tích nồng độ gì ạ H cộng với OH trừ đúng không ạ uh, OH trừ đấy và mỗi thằng này thì bằng 10 mũ gì ạ 10 mũ trừ 7 đúng không ạ nhá thì nhân vào nó sẽ bằng 10 mũ trừ 14 cái này học mãi rồi từ lớp 10 à, lớp 11 rồi Câu số 6 nào ừ, Vẫn có bạn sai đấy nhỉ Câu số 6 Hợp chất nào sau đây là của sắt có khả năng tham gia phản ứng với axit clo uh, của chúng ta để sinh ra khí NOx Thì chúng ta nhìn vào đây thằng này sắt 2 Nhớ là muốn sinh khí thì thì nó phải có là muối của gì sắt nitrat uh, oxit bỏ này đúng không ạ yeah. uh, Sắt 3 nitrat thì thằng này phản ứng HCl không ạ No chỉ có C thôi này các em có là thằng này là sắt 2 thì còn tính khử. Đấy, thằng này cung cấp ion H+ còn anh nitrat đây này, này cung cấp ở NO3-. Nó có thể sinh ra là đẩy lên là Fe3+ cộng với có thể là NO chẳng hạn và cộng với nước. Nhớ chưa? Sắt oxit thì chú ý là ngày hôm nay là Fe34 chẳng hạn thì chịu đúng không? Fe34 thằng này là em tặng cho bạn gái một cái túi đựng Fe34 đi, đúng không? Bởi vì là số oxi hóa thằng này cộng 8/3. Ok nhá. Rồi, <laughs> câu số 7 nào. Dân hóa nó phải tư duy hóa học đúng không? Câu số 7 Các boihirat x, y là đồng phân của nhau Nào nhớ cái uh, x và y là đồng phân của nhau Vậy là fructose, glucose đúng không ạ? Hydro hóa hoàn toàn là hai thằng này Thì thu được sopiton là một cái minh chứng uh, Tổng số nhóm hydroxin tức là nhóm OH Ở trong cả hai phân tử uh, fructose và glucose Mỗi thằng này đều có gì ạ? 5 nhóm uh, hydroxin Vậy tổng sẽ bằng, bằng 10 Nhá nhớ chưa? Câu số 8 nó thay đổi kiểu hỏi đi thôi Câu số 8 nào Loại tơ nào sau đây thuộc loại polyester thì chúng ta nhanh chóng chọn thằng nào đây ạ? Uh, tơ lapsan. Đúng không? Tơ lapsan chúng ta chính là tờ polyester ở trong cái khóa tổng ôn thì thầy đã luyện cho các bạn phần này rất là nhiều rồi. Uh, nylon, nitron, nitron hay là tơ gì ạ? Tơ nylon 6 rồi vân vân capron chúng ta thì nó thuộc họ là polyamid. Còn thằng này tơ lapsan của chúng ta ấy là uh, gì nhỉ? À tơ ô chứ, nhầm tơ tơ này là tơ vinilic đúng không? hai thằng này là tơ gì ạ hai thằng này là thuộc họ tơ uh, polyamide còn thằng này là tơ gì ạ uh, polyester nó là sản phẩm đồng trùng ngưng của hai thằng gì ạ acid terephthalic và ethylene glycol nhá viết ra cho thầy nhá câu 9 chất nào sau đây tác dụng hai bốn loãng mà sinh được khí hydro thì đó chính là kim loại nhôm không thể sai được đúng không ạ Ừ, rồi rất tốt Mấy đứa chia sẻ livestream cho thầy cái đông đông bạn vào học ấy. Các bạn lười quá Các bạn lười hơn so với anh chị hai các bạn các bạn rất nhiều luôn thực sự đấy. Có thể là do các em chưa chịu được áp lực. À, các em uh, chưa sắp xếp thời gian hợp lý. Đó là cái cảm giác của một người đưa đò mà cứ đưa uh, chuyến đò này sang bên sông người lại quay trở lại đưa một chuyến khác. Thì sẽ có cái cảm giác rất là rõ rệt giữa các chuyến khác nhau. Chuyến này thì nặng kinh khủng luôn mà chuyến kia thì uh, nhẹ tinh ví dụ thế nhé ừ, rồi 10 đã bán các em là gì ạ? Bùi Thị Mỹ lại 10A Hà Chí Trung 10A. Rồi, Thủy phân hoàn toàn một cái uh, Uh, peptide mạch hở thì em đã thấy đây chúng ta chính là thằng gì ạ? Uh, có thể thu được tối đa bao nhiêu đi peptide mà không trùng nhau. Không trùng nhau thì em nhìn này. Uh, em nhìn này thì em phải có các cái vị trí cắt đúng không ạ? Ta ví dụ đi peptide thì tạo bởi hai alpha amino acid em có thể cắt tại đây. Em cắt tại đây em tạo ra được một thằng glyala đúng không Hoặc là em cắt tại đây thì cũng tạo ra glyala hai thằng này trùng nhau tính được là một thôi. Thế nếu em không cắt ở đấy, em có thể cắt ở đâu Em cắt thằng này vứt đi. Gli vứt đó, em cắt đây. Thì em thu được Alagly và em thu được hai thằng D-Peptide khác nhau. Đây là Alagly trùng. Vậy là chỉ có tối đa được hai thằng thôi. Hai dipeptide là là không trùng nhau thôi. Ok chưa? Câu số 11. Câu số 11 là kim loại sau đây điều chế phương theo phương pháp thủy luyện. Thủy luyện tức là em dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch thì chỉ có thể là điều chế các kim loại có tính khử trung bình như thằng nhôm, sắt này, niken này, trì này, rồi đồng vân vân thôi. Còn mấy ông này điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy nhá. Câu số 12 là một câu hỏi quá dễ mà đưa ra cho nó vui cho các em thôi đúng không ạ? Câu số 12 các em comment đáp án cho thầy xem nào. Huỳnh Thị Cẩm Vân, Trần Việt Hoàng, Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Duyên, Hà Trí Trung, Lâm Lâm. Rồi câu số 12. Câu này vẫn có sai. Ờ à, thế mà buồn cười đấy. Không hiểu sao. Rồi câu này thì chả có gì cả đúng không ạ? Comment thầy xem nào. Ờ, à, rồi, Nguyễn Nhật Nam, chuẩn đấy Nam ơi. Nào, chúng ta học sinh A chuẩn uh, bị uh, học sinh A tên tên là gì đây? Tên là Nhật Nam nhá. Ok, bạn này tên là Nhật Nam đi. Đấy. Bạn Nhật Nam bạn ấy chuẩn bị ba cốc thí nghiệm. Mỗi cốc chứa một thanh sắt như các em nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Và một uh, dung dịch muối cùng nồng độ bố trí ở dưới này. Đây là cốc 1 đựng trì nitrat, cốc 2 đựng niken nitrat và cốc 3 kém nitrat. Thì chúng ta thấy là người ta hỏi em là cốc thí nghiệm xảy ra phản ứng là cốc nào thì em thấy là đây là cái bài toán là thủy luyện tức là kim loại uh, mạnh sẽ đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối còn nếu không thì là không đẩy được thì nhìn vào đây em thấy thằng sắt này nó có thể đẩy được thằng trì này đúng không thằng sắt này đẩy được thằng niken nhưng thằng sắt này thì không đẩy được thằng kẽm đúng không vậy thí nghiệm chúng ta hiện tượng em thấy là gì ạ? sắt nó cho bị làm sao thanh sắt nó bị tan ra nhé tan ra và xuất hiện kết tủa là cốc một kết tủa trì cốc hai là kết tủa niken ví dụ thế là kim loại đấy thì chỉ có cốc một cốc hai thỏa mãn thôi nó bán là a nhớ chưa còn uh, cốc 3 thì nó cứ chơi chơi ra thôi Câu số 13 nào Minh Hoàng chúc các em đỗ nguyện vọng một hết nhé Ok cảm ơn bạn Minh Hoàng đã uh, Dành những lời chúc tuyệt vời cho các em 2K4 của chúng ta Khi tráng gương hoàn toàn một mon chất nào sau đây Mà thu được 4 món bạc thì em thấy là Mấy cái thằng ví dụ như là Acetan Dehid này Khi nó trắng bạc hoặc là thằng này này Hoặc là thằng này khi trắng bạc chỉ thu được hai bạc thôi nếu mà dùng một mon nhưng mà cái thằng gì ạ thằng anhit formic của chúng ta khi trắng bạc nó tạo ra bốn mon bạc cơ nhưng cái này học mãi rồi Câu số 14 Khí sunfuro là khí độc Công thức của nó chính là SO2 thôi Lưu Huỳnh điều xít đấy Nhớ chưa ừ, Rồi Đấy giờ có Bùi mỹ Lại, Nguyễn Duyên, Nguyễn Như Quỳnh uh, Nguyễn Văn Tránh, Đỗ Tiêu Nguyệt, Thanh Huyền uh, Không bị sai câu nào đúng không ạ Câu số 15 uh, Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng Nhìn cái biết luôn là polyhexamethylene adipamide rồi Nhờ <laughs> Mấy thằng này ví dụ như PP này đây, hay là pe rồi uh, thằng này này đều là uh, trùng hợp cả nhé ok chưa câu số 16 là câu hỏi phát biểu đúng sai đề có vẻ nhẹ nhàng nhở các em thấy sướng không thực ra một phần là đề nó nhẹ hai nữa là gì ạ là các em trải qua các cái chuỗi thì các em sẽ thấy mình tiến bộ mình trưởng thành hơn Đấy, mình uh, hình thành cái kỹ năng và kinh nghiệm Đấy, dần dần sau này đến lúc gần thi các em sẽ thấy là em, em làm đề nó nhanh lắm thực sự như vậy Ừ, đây. À, phát biểu nào sau đây là sai này. Protein à, bị thủy phân nhờ xúc tác enzyme con này đúng gạch. À, dung dịch valin làm quỳ chuyển màu gì đấy? Màu xanh sai. Sai là B bởi vì valin nó có một nhóm NH2 và một nhóm carboxin thôi, đúng không? cái này không đổi màu quỳ. Đấy, amino acid tính lưỡng tính rồi dung dịch protein thì có màu uh, phản ứng màu bure đúng rồi. Có số 17. Dần dần thì các em sẽ quen, các em làm sẽ nhoáy thôi. Nhưng quan trọng là em phải làm nhiều đã, đúng không? có bao nhiêu tơ à, trong các loại tơ trên à, nhưng mà tơ gì tơ tổng hợp tơ tổng hợp thì chúng ta tô thôi à, tơ tổng hợp chúng ta có thằng Capron rông à, thằng Cellulose, astat và visco như tơ tầm <laughs> còn có ông tơ lơ mơ nữa nghĩa là ngáo đá đấy nha, ông này là ông tơ ngáo đá này ngáo đá tức là gì ạ là nhiều khi là những câu dễ mà sai thì gọi là ngáo đá đấy à, tơ ni 6 sáu nữa sáu sáu nhá vậy chúng ta chỉ có hai thôi Ok chưa? Tơ lơ tơ mơ tức là tơ ngáo đá Và kiểu gì cũng có ông bị ngáo đá thôi Chắc chắn luôn Rồi ok có số 18 Cho dung dịch cao hát dư vào trong hai cái muối sắt 2 Muối sắt 3 của này em sẽ thu được hai cái kết tủa đó là FLH 2 lần và FE tất cả 3 lần Ở trong anh X này đúng không? Bây giờ em cho X tác dụng với đầu 3 dư Thì làm sao ạ? À? Thu được dung dịch chứa muối nào? Thì chắc chắn nó chỉ có muối sắt 3 nitrat thôi bởi vì cái thằng thằng, thằng uh, sắt 2 uh, hai hydroxit này tác dụng với HNO3 dư thì theo kiểu là phản ứng oxy hóa khử. Còn uh, thằng uh, FeH3 lần này phản ứng trao đổi thôi. Thì cuối cùng nó vẫn đẩy lên là sắt 3 nhé. Câu số 19. Không sai được những cái này đâu nhá. Quá dễ rồi đấy. Câu số 19 nào. Cho các cái chất như thế này mấy đứa có thể nhìn thấy ở đây người ta hỏi em là số chất làm quỳ chuyển sang màu đỏ, đỏ hả? Đỏ thì thằng này chuyển quỳ màu xanh. À, xanh uh, xanh đúng không? Natriastat chỉ có thằng này đỏ đây này axit glutamic thằng này có hai nhóm COH trội hơn một nhóm NH2 là mãi rồi con, này D luôn con số 20 phát biểu nào sau đây là đúng phát biểu nào sau đây là đúng thì a à, cho kẽm vào đồng xuân phát thì có xảy ra ăn mòn chú ý vào ăn mòn gì đây điện hóa học ờ, đúng rồi a à, đúng luôn bởi vì là thằng kẽm này nó có thể đẩy được thằng đồng ra đúng không con này làm quá nhiều rồi nhá đồng sinh ra ấy thì bám vào gì ạ bám vào kẽm thỏa mãn ba cái điều kiện để xảy ra ăn mòn hóa học. Nha. Yeah. kim loại sắt không tác dụng với HNO3 đặc nóng uh, sai, đặc nguội chứ, còn đặc nóng thì phản ứng âm ầm. Ở nhiệt độ thường hydro khử được thằng này chịu nhá, yeah. Hydro hay CO chỉ khử được các cái oxit kim loại kim loại sau nhôm thôi. Uh, d, kim loại sắt dẫn điện tốt hơn kim loại bạc sai, bạc là vô địch rồi. Nha. Yeah. câu số 21. Ừ rồi, 21 nào mày đứa. Câu 21 này thì thầy uh, lấy lại để thầy uh, check lại cái câu hôm qua đề số 2, đề số 2 khi mà thầy biến tướng ấy thì thầy không để ý mấy. đáng lý ra là thầy phải biến tướng theo một cái hướng sâu hơn nữa thì thầy lại không để ý soạn bài vào 3 giờ sáng nhiều khi nó ngáo đá nhờ. Yeah. nhá. Yeah. Thì thầy check và sửa lại cái câu đó thành câu 21 này để các em có thể hình dung ra và chọn đáp án cho chính xác nhá. thủy phân hoàn toàn este đơn chức A thằng này có dạng RCOOR' với R', -R chỉ chứa tối đa 20 tố carbon hydro À, với dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm gồm nước Đấy. một muối của axit carboxylic thằng này em chú ý là có khả năng trắng bạc. Đúng không? Và một muối của phenol. Vậy là số nguyên tử hydro tối thiểu trong phân tử A là gì? Thì em nhớ cho thầy là muối gốc muối uh, của axit carboxylic có thể tham gia trắng bạc thì nó phải là có gốc format. Đúng không ạ? Thằng này sinh ra nước và muối của phenol. Vậy là tối đa đó là tối thiểu đó là thằng C6H5 ở đây, đúng không? Nhá, là gì? ạ? hcoc uh, HCO65 thì thằng này tổng xuống nguyên tử hydro nó là bằng bằng 6 và đáp án chúng ta đó là đáp án B. Đấy, thì câu hôm qua ấy, nếu câu hôm qua nhé, uh, nếu mà muốn ra được đáp án C ấy, thì chuẩn của nó phải sửa thành gì, gì ạ? Một muối của axit uh, carboxylic uh, không có khả năng tham gia phản ứng với AgNO3 trong NH3. Nó phải như thế nó mới 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 mới, mới nét. Ok. Ê, sorry các em ngày hôm qua uh, nếu mà bạn nào mà chọn uh, 6 là đúng nhá, 6 là đúng chọn 6 nguyên tử đúng. Câu số 22. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng, quan trọng là các bạn này nắm được bài và các em tư duy được, đúng không? Ừ, rồi rất tốt. Câu số 22 đáp án của em là gì ạ? Comment cho thầy câu số 22 nào. Câu số 22 này thầy nhớ là thầy cũng đã từng chữa cho các em rồi, nhưng mà biến tướng đi một tí ti, đúng không? Ứng ừ, với công thức phân tử của một cái thằng uh, hợp chất hữu cơ có công thức là C2HOI và khối lượng phân tử thằng này chặn là nhỏ hơn 62. Người ta bảo có bao nhiêu chất hữu cơ và bền nhé Chú ý là bền Mạch hở Tham gia phản ứng để chặn hết những cái Làm cho cái đồng phân nó nó ít đi đấy à, Không phải là đồng phân mà làm cho cái, cái cái số công thức này nó ít đi Tham gia được phản ứng trắng bạc nhé Chú ý đây trắng bạc này Theo tỷ lệ mon là 1,2 Trắng bạc ấy thì à, Em em thấy là nếu mà như thế này ấy, M nhón 62 này Em cho thằng X và thằng Y nó chạy Nghe số nguyên tử hydro và số nguyên tử oxy em chạy ví dụ em chọn là y bằng 0 và x bằng 2 nghĩa là thằng C 2 H 2 nghĩa là thằng acetylen ấy thì thằng này nó sẽ em sẽ phải loại đi bởi vì nó không tham gia trắng bạc đấy thì cái trường hợp này em loại này được chưa? Trường hợp tiếp theo là chúng ta có cái thằng nào thằng 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 nào nhỉ? Chúng ta có cái thằng HCOCS 3 đúng không? Nhá anh này thì có thể là M lớn của anh này là 60 là một này đấy trắng bạc thì nó trắng được là theo tỷ lệ mon một À, tiếp đến là một cái đồng phân của thằng này nữa là thằng HO. Đấy, CH2, CHO. đạp chức. Thằng này cũng là 60. Cũng trắng được bạc đúng không? Tỷ lệ 1 2 có một nhóm anhydride này. À, còn thằng nào nữa nhỉ? À, thằng này không được đâu nhé Thằng CHO tất cả hai lần anh này không được đúng không? Anh này khi mà tham gia trắng bạc thì tỷ lệ mon là bao nhiêu? 1 4. Các bạn chú ý nhé à, anh này em gạch đi cho thầy này. Còn một anh nữa đó là anh acetaldehyde yeah. nhá anh này anh trắng bạc vậy chúng ta tổng chỉ có ba anh thôi nhớ nhá Thế là những cái câu này đó là biến tướng đi cho các em Do đó mà thầy hy vọng là các em Ok, các em làm được câu này đúng không ạ? Có làm được không? Có bạn nào sai không ạ? Câu số 23, một câu hỏi liên quan đến kiến thức Thực ra thì thầy ném một tí phần lớp 10 vào ừ, 23 đáp án của em là gì ạ? Câu này thì thầy thấy nhiều bạn là làm đúng Đó là dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit Tính axit thì chúng ta nhớ là Nó phải là fluor, chlor, brom, iốt Đâu rồi? Đây, C, đúng không? Fluor này clo này, brom và iốt nhá. Nó phải theo chiều này là tính gì ạ? Tính axit nó tăng dần. Em nhớ nhá. Câu này làm câu này ngày hôm là 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 gì nhỉ? Câu này thì em học cho thầy ở cái phần bảng hệ thống tuần hoàn, cái phần halogen nhá. Câu số 24. Ừ, rồi 23C nhá. 24 nào mới được. Đề mềm quá nhỉ. Uh, Polysaccharide X là chất rắn màu trắng hay dạng sợi vậy là thằng này là cellulose rồi thằng này là sen uh, trong bông nón này chiếm 98% nữa thì quá sen nhỉ Thủy phân nó thì thu được monosaccharide Y Vậy đó chính là beta glu Xong chưa Ok phát biểu nào sau đây là đúng nào X dễ tan trong nước Sai X là cellulose thì làm sao mà tan trong nước được đúng không à, X có phản ứng trắng bạc Sai thằng này không trắng bạc nhá. À, phân tử khối của Y bằng 342 Sai à, Y chúng ta là thằng này là 180 Y có tính chất của ancol đa chức Đúng D Glu chúng ta có 5 nhóm OH liên kề Có tính chất của ancol đa chức Có thể phản ứng với đồng hydroxit tạo phức màu xanh lam Câu số 25 ừ, Rồi Nguyễn Duyên, Vũ Phương Thảo, Lương Hữu Quân, Đỗ Tuấn Đức uh, Võ Quang Vinh, Lý Quốc Nhân Các em nhớ là cái chuyện là bài đề nó mềm hơn hay là nó cứng hơn hay là nó uh, nửa mềm nửa cứng là do thầy Thầy nắm được tâm lý của học sinh Thầy nắm được kiến thức của các em Và thầy muốn cho các em uh, nó có uh, thi, nó có nhịp điệu như này Chứ nó cứ bằng bằng thì nó sẽ không hay nhá năm ngoái thì thầy làm là gì ạ? 7 cộng tám cộng 9 cộng nhưng mà một số uh, bạn uh, sinh viên mới ra trường đã sử dụng cái cái cái, cái uh, copy cái đó thì thầy không muốn dùng lại nữa ok chưa có rất là nhiều cách thôi khi chúng ta đã mặc áo đỏ thì chúng ta có thể chứng tỏ được nhiều thứ câu số anh em uh, câu này nhiều bạn sai thầy không biết vì sao nhá cho dung dịch muối x vào uh, dung dịch uh, muối y chú ý đây là dung dịch muối dung dịch muối được chưa Dung dịch muối và dung dịch muối gạch D đã Đúng không? D chúng ta đây là dung dịch muối Nhưng đây là Hiroxit Thì đó là hydroxid Không phải muối Thu được kết tủa Z Z thì phản ứng được với 2S4 Thoát khí Đồng thời lại thu được kết tủa T Vậy XG là thằng nào? Thì chúng ta thấy là Thằng A này gạch được Đúng không? Thằng A và thằng B gạch luôn rồi gì đó Chọn C Đúng không? Thằng A này ấy, thì Ví dụ thằng này là X Thằng này là Y đi thì khi mà phản ứng với nhau nó sẽ tạo ra kết tủa đó là ba gì ạ bas 4 đúng không bas 4 thì nó có phản ứng với hai s bốn không ạ no nhá thằng này nó tạo ra gì đấy thằng này nó tạo ra hai kết tủa là bạc và agcl đi và cả bạc nữa thì hai thằng này cũng có phản ứng với hai s bốn không no còn anh này anh này tạo ra ba 3 ba 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 thì phản ứng với axit bình thường thôi hai s bốn quá ngon luôn nhá vậy đáp án chúng ta là c nhưng mà nhiều bạn lại chọn d À, nhiều bạn phân vân CD lắm. Ừ, ai áo đỏ chứng tỏ đẹp dai, em mặc áo đỏ đỡ Đức Rồi <laughs> à, Ok, câu số hai sáu, câu hai sáu thì nhiều ông làm sai vô địch luôn, chẳng hiểu sao. Yeah, sai vô địch nhá yeah. câu số hai sáu, câu quá dễ luôn, thầy biến tướng nó đi cho các em một tí thôi. Nhưng yeah. mà sai vô địch, comment thầy xem nào? nên em làm được bài nên thấy vui hơn hôm qua em hôm qua làm xong trầm kém đấy à cô này ấy nhiều ông sai vô địch mà thầy chẳng hiểu cái em sai kiểu gì nữa có thể nhìn cái ra luôn mà vẫn sai <laughs> đúng không chắc là do các em không quen cái việc mà người ta xòe hết các cái uh, nguyên tố và cụm nguyên tố ra ở trong cái chuỗi polymer đúng không nào polymer x có cấu tạo như hình dưới nhá là sản phẩm của phản ứng đồng trùng hợp hai Monomer nào đồng trùng hợp tức là các cái Monomer đó phải có gì ạ Liên kết uh, pi đúng không uh, có nối đôi Ê, chúng ta nhìn với cho thầy này Nếu mà em tinh ý em nhìn thấy là thằng này là CH3C này C này CH3 này Thế sau lại sang đây Sang cái mạch này thì nó lại bị tạp rồi Chỗ này là CH2 rồi Vậy chúng ta cắt đây cho thầy Cắt đây Được không? Hát sang đây là thằng nào đây? Thằng này ấy, nếu mà vẽ ra nó thì monomer nó chính là C uh, gì ạ? C, C C C C C, C gì đấy? Thằng này là CH3 ờ uh, gì ạ? C C, C uh, CH2 CH ờ uh hai nối đôi CH CH nối đôi CH2 đúng không đấy đúng không ạ con thằng nào C, thằng này là C, gì đây nhỉ thằng này đây là CH2 này CH3 này thằng này propen rồi đây thằng này đấy đó chính là gì CH3 nối đôi CH là quên nhầm CH nối đôi CH2 đấy monome nó đây thầy viết cho em monome nhé vậy đáp án chúng ta nhanh chóng chọn B rồi gì nữa đối với đây đến đây em phải nhìn đây này Thế đây tại sẽ có là thằng nào đây Thằng này cắt đây đúng không Đấy cắt đây này Đấy cắt đây này Đấy Chỉ cần cắt mạch nó ra là chúng ta thấy các monome nó thôi Câu này là do các em không nhìn không quen mắt Mắt em bị hoa nhá Rồi chúng ta làm bài tập đi Những câu bài tập rất là đơn giản Và đều là trong bài tập tự luyện Và ở trong khóa chuyên đề hết Tất cả các câu này thầy đã chữa cho các em hết rồi Thầy lấy thử ra xem mà các em làm được không Và kết quả thấy là nhiều bạn đạt điểm cao điều đó chứng tỏ là gì chứng tỏ là các em uh, ngon rồi nào uh, nhẩm thôi hòa tan hết 1,62 gam nhôm trong nao hát thì em thu được đây là 3 phần 2 hydro vậy nhanh chóng ta sẽ có số mol hydro bằng bao nhiêu bấm cho thầy uh, số mol hydro bằng 3 lần số mol 1,62 chia cho 27 uh, nhân 3 chia đôi 0,09 ra v của nó thôi bằng uh, 2,016 lít đáp án D câu số 28 những câu này dễ thì làm nhanh nhé rồi câu số 28 nào Câu số 28 là hòa tan hết 1,44 gam kim loại R mà thằng này cho em hóa trị 2 rồi Vào axit 2 số 4 loãng thì thu được số mol hydro Vậy là bảo toàn E thì nó trao đổi 2 E có nghĩa là số mol của R bằng số mol hydro luôn Vậy em lấy thằng này chia cho 0,06 em ra được MR 1,44 chia 0,06 24 24 thì đó là magie Nhá Xong chưa Câu số 29 Rồi ok Nguyễn Duyên À, Đỗ Tiêu Nguyệt, Lương Hữu Quân, Tuyết Mai, Huỳnh Thị Cẩm Vân, Nguyễn Văn Tránh à, Câu số 29 nào Câu số 29 đầu bài cho em là đây là thằng Gly. Thằng Gly có gì ạ Có gì ạ, số mon của nó là 0 luôn. À, 0 0.1 luôn 0.01 chứ Đúng không Không phải 75 em chưa cho thấy 75 là 0.01 mon à, Tác dụng hết với nào hát thì thu được m -gam, m gam muối, các em chú ý nhé Đôi khi đó là hỏi là m gam rắn đấy M gam muối thì muối này thì chúng ta Đó chính là gì ạ H2NCH2COONA Số mon cũng bằng là 0,01 luôn Em nhân cho thầy với thằng này là 90 mấy ạ? À? 97 nhá Nhân 97 thì đáp án chúng ta là 0,97 gan Những bài này các bạn bấm máy thôi Thầy viết ra cho các em thôi chứ thực ra bấm máy thôi nhá Câu số 30 Để dễ thế Sướng không? Câu số 30 là gì ạ? Uh, là bài toán đốt cháy hỗn hợp uh, glue và saccharose là các bo hirat Khối lượng bọn này có Đúng không? Bọn này đều công thức là cnh 2 om khi đốt thì số mol oxy bằng số mol của CO2. Và ta sẽ có là hai anh này em có thể quy về carbon và nước. Nhá. Số mol của carbon bằng số mol của CO2 bằng số mol oxy là 0,3. Khối lượng thằng này là 8,64. Vậy là ta sẽ ra được cho thầy số mol của nước. Ra được số mol của nước thì em sẽ ra được cho thầy m nước. Đúng không ạ? Ok. Xong chưa? 30 chắc chắn C luôn Võ Quang Vinh. Chắc chắn rồi, 8.64 em chửi cho thầy 12 nhân không 3, để bằng 5.04. À, à, thôi cần gì ra được mờ nước luôn, cần gì phải ra số mon nữa. Ra là mờ nước luôn đi, à, 5.04, đảm bản chúng ta là 5.04 quên mất. Nó hỏi là khối lượng mà. Câu số 31. Đôi khi cũng phải làm cái đề nhẹ nhàng cho học sinh nó đỡ sợ hóa chứ không nó lại bỏ sự hóa chết dở đúng không ạ? Câu số 31 là cái câu hỏi ở trong đề thi năm 2020 mươi à, 2K2 đúng không ạ? Hay là đề, đề đề minh họa hay là đề chính thức thầy cũng không nhớ lắm nhưng mà thầy nhớ là câu này thầy chữa rồi. Thầy chỉ nhớ là thầy chữa rồi thôi. Đúng không ạ? Hôm nay nhiều đề quá. <laughs> Thế à? Ok. À, khi thủy phân hết 3,28 g hỗn hợp X ở đây em thấy là gồm hai este đơn. Khi chúng ta học bài toán vận dụng cao ester rồi chúng ta gặp những câu này chúng ta thấy nó muỗi không ạ? nhá 2x đơn mà mạch hở này cần vừa đủ nao hát là 0,05 mol vậy là số mol của st ở đây là 0,05 luôn bằng số mol của nao hát đấy thì từ đấy ta thấy là 3,28 chia 0,05 ra m trung bình luôn 3,28 chia 0,05 bằng m trung bình của diện của x đây chính bằng là 65,6 đúng không nhỉ 65,6 thì em thấy là nó có một thằng là 60 đó là hcoc3 m lớn này là 60 nhé kiểu gì như thế còn một anh còn lại thì là thằng nào đó chúng ta không không biết nó là đơn chức thôi ok thế vậy thì nếu mà cho thằng này tác dụng với lại nao hát thì em sẽ thu được là muối chúng ta nó thu được có một muối thôi đấy một muối bọn này trung gốc muối rồi nghĩa là có thể là hcoor gì đó đúng không ta sẽ thu được muối chúng ta là hcoona cộng với cộng với nước thế thôi em bảo toàn khối lượng khối lượng của hai thằng này đầu bài cho em là 3,28 hai mươi tám cô này cô này em nhẩm được là số mol của NaH đây là 0,05 em nhân cho thầy 40 à, muối ở đây là 0,05 em nhân cho thầy với lại uh, bao nhiêu nhỉ 68 à, nước ở đây ờ, từ 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 còn ancol đấy chứ quên mất chỗ này là còn thằng ancol nữa cộng với ancol ý quên ngáo đá rồi nước đây theo số mol anh này thôi là 0,05 em nhân cho thầy 18 em ra được cho thầy M ancol bao nhiêu bấm cho thầy cái À quên, chỗ này là là ăn côn chứ nhỉ? Thầy ngáo đá tí thông cảm nhé. Chỗ này là ăn côn. Sao lại là sao lại nước nhỉ? Chập mạch rồi. M của ăn côn bao nhiêu? Nó bảo tìm số mon em khoanh luôn. Ờ. 1,88 à? Ok, 1,88. 1,88 thì có rất là nhiều cách khi mà em giải quyết cái phần này Bởi vì người ta thấy này, em thấy này Ancol này là ăn côn y đúng không? À, ancol y e này. Bây giờ tôi đốt thằng ăn côn y này trong oxy dư tôi thu được là CO2 tôi thu được là amon nước. Thì thằng ăn côn y này là no đơn chức em có thể là khối lượng có rồi em có thể là đồng đẳng hóa cũng được hoặc là thực ra chả cần đâu em lấy 1,88 em chia 0,05 em ra được luôn ăn côn cũng được. Em thích cách nào cũng được nhé. Em có thể là quy thằng này nó về là ăn là CH3OH đúng không và CH2. Số mol là côn đây là 0,05 rồi mà mờ thằng này là 1,88, em sẽ suy ra được số mol của thằng CH4. Là 1,88 em trừ đi 32 nhân 0,05. Đấy là bằng bao nhiêu? Chia cho 14 là bằng 0,02. Đấy thôi. Vậy em bảo toàn hydro. Em ra được cho thầy số mol của nước. Hydro đây là 0,05 nhân 2, 0,05 nhân 2 này. Cộng 0,02 thì nó bằng 0,12. Ok. Đáp chúng ta đó là đáp án D nhé ta chuyển sang câu số 32 nào Em tính khối lượng của nước à <laughs> uh, Bon tay à <laughs> Rồi ok Rồi tính số mon thôi Câu số 32 Số bắt biểu nào sau đây là đúng nhá Cố gắng lên mấy đứa Ờ ừ, thầy cảm ơn Lý Quốc Nhân, Trần Việt Hoàng Âu Thanh Bình cảm ơn các em rất nhiều Comment giúp thầy câu số 32 nào Các em rất là tuyệt vời ấy. À, Đến uh, thực sự là các em Bạn nào mà chiến với thầy được đến Ngày cuối cùng của chuỗi này Các em có thể tự hào về bản thân thực sự như vậy em có thể tự hào về bản thân mình bởi vì là em đã bứt phá được cái giới hạn của mình đúng không ạ nhá thì cái giai đoạn mà gần thi chúng ta sẽ như thế thực sự như thế nhá ba hai các bạn chọn b ở lý quốc nhân thanh huyền nguyễn văn tránh đỗ tiêu nguyệt lâm lâm để thầy trách nhá số phát biểu đúng nào fructose là monosaccharide duy nhất ở trong mật ong là sai đúng không ngoài ra nó còn có glu nữa nhá à, a sai này à, nước quả chanh thì em có thể khử được mùi tanh của cá thường là chimetinamin đúng không thì em có thể là khử được dùng nước quả chanh chúng ta đó là axit uh, citric đó là axit uh, hữu cơ thôi em hoàn toàn có thể là là, là khử được mùi tanh nhé chúng ta sẽ dùng uh, các cái axit hữu cơ uh, sinh học thôi để 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 khử tanh cái chứ em thì dùng axit chlorhyric hai em đổ vào thì thì thì, thì, thì 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 nát mồm đúng không rồi một số este hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ nên được dùng làm dung môi đúng rồi à, sản phẩm của phản ứng thủy phân xác là dùng trong kỹ thuật tráng gương đúng rồi nhá tráng gương nhớ chưa vải làm từ ni lông 66 bền trong môi trường ba giờ môi trường axit sai rồi nó không bền bởi vì nó có liên kết co trong này nó dễ bị thủy phân vậy chúng ta có ba thôi em đoán b nhá ừ, rồi rất tốt tuyệt vời câu số 32 xong thầy cho chúng ta chuyển sang câu số 33 nào ờ cảm ơn hoàng thúy nga nhé đô tân đức cảm ơn các em Câu 33 mấy đứa làm có nhanh không lương hữu quân lý quốc nhân hoàng thúy nga các em vừa xem cái clip của thầy và dành tặng cho anh chị hai k ba các em sẽ thấy là uh cái giai đoạn này các anh chị hai các bạn học kinh lắm, học uh, máu lửa mà khiến cho thầy phải chạy theo không kịp luôn. nhưng Còn các em thì uh, chỉ có một nhóm nhỏ các bạn uh, đang rất là hừng hực khí thế thôi. Ở đây có khoảng nghìn bạn đúng không? nghìn uh, bạn đang xem đúng không? Đấy, nhưng mà nhóm này quá nhỏ. Rồi, thầy hy vọng là các em uh, cố gắng là lôi kéo thêm bạn bè để chiến nhé. Nung nóng m gam hỗn hợp X này, Đấy, m gam hỗn hợp X đây gồm các kim loại, kim loại này trong oxy dư thì thu được là 12,64 gam hỗn hợp Y gồm các oxit Vậy em có thể quy cái thằng oxit này về kim loại và oxy Đúng không? sau đó thì em hòa tan hết Y này Là các cái oxit đó ấy, Vào trong HCl và h 2 4 Nhưng mà ở đây người ta cho là V-lít Vậy là chưa biết rõ thể tích Chắc bắt tính Thu được dung dịch chứa là muối Ở đây là hỗn hợp muối Trung Hòa Được chưa? Trung Hòa của Crua và Xuân Phát thôi Biết phản ứng xảy ra an toàn Người ta hỏi em giá trị của M và V Vậy thì với câu này ấy, Mấy đứa để ý này Toàn bộ ở đây chúng ta sẽ có em có thể quy đổi cho thầy là câu này em làm đơn giản thôi có gì đâu, em quy thằng y này về gì đây? Về kim loại, oxit đúng không? Thì, thì quy về kim loại và oxy thôi. Nhá. Đấy, quy về kim loại và oxy bây giờ cho nó phản ứng với lại HCl và HCl và 2 4 thực ra câu này thì không cần sơ đồ hóa thôi, thầy cứ sơ đồ hóa cho các em. Ta sẽ thu được ở đây là dung dịch muối, đúng không? Muối chúng ta ấy thì chắc chắn là gồm các cái ca ca kim loại rồi. Đấy, em có thể coi nó là kim loại luôn bởi vì khối lượng của Cation với lại khối lượng của nguyên tử kim loại thì nó tương đương nhau nhé à, Có CL trừ, có S42 trừ Đúng không ạ? Vậy là chúng ta thấy này Khối lượng của Y đầu bài cho em là 12,64 gram rồi Kim loại ở đây thầy chưa biết Thầy gọi nó là gì Là kệ nó đi à, Kim loại chưa biết Kệ đó, oxy à, Muối Trung Hòa đây thầy có rồi này Là 34,24 này số mol thằng này ý, thì số mol của anh này là bao nhiêu ạ V là V lít vậy số mon thằng này là V mol luôn số mon thằng này là 0,5 V đúng không nhá vậy thì câu này đến đây thì ta ra được cho thầy cái hệ phương trình thôi hệ phương trình đầu tiên cái này ra hệ phương trình luôn giải luôn bấm máy luôn có gì nữa à, kim loại thầy gọi khối lượng nó là m đi số mol của thằng oxy này thầy gọi là x đi vậy là m cộng với 16x m cộng với 16x bằng 12,64. Sang đây là kim loại M nó chui hết vào đây là M gam, đây là M gam ấy nhá. Đây là thầy đặt là khối lượng luôn. M gam, uh, CL trừ đây là V, S42 trừ đây là 0,5V. Ta sẽ có là tổng khối lượng của bọn này bằng bao nhiêu? Uh, đây là M này. Cộng với anh này là 35,5V uh, cộng với anh này là bao nhiêu? 96 nhân với 0,5 là 48 đấy. Uh, v bằng 34,24. Được chưa? À chỗ này thầy xin lỗi nhá Em mà gọi như thế này ấy, thì uh, Chỗ này thì số mon h cộng một số mon h trừ chính là Thằng này chính là v luôn đi Đúng không? Em đặt luôn đây, đây là v luôn đi Đây chính là v luôn này Trùng nhau luôn nhá Thì em ra được mv hai ẩn thôi Đây ta sẽ có m bằng bao nhiêu và v bằng bao nhiêu xong luôn luôn gì đó Bấm máy giải hệ Được chưa? À đây là uh, các bạn đã ra cho thầy m bằng bao nhiêu đấy M bằng 10,8 gam luôn đúng không? 10,08 gam V bằng bao nhiêu? 0,016 luôn. Được chưa? Được chưa? Em làm trong 50 phút. V bằng 0,16 à? Ờ đây đây đây, V bằng 0,16. M bằng 7,52, ố chết thôi, ông nào vừa bấm mới ra như thế 7,52. Và 0,32 ố lại V bằng 0,32 à? chưa đây. Thế vậy đáp án chúng ta là đáp án C. Chỗ này mấy đứa có hiểu không? Đây có cần thầy giải thích thêm không? Nhá đây, chỗ này đi, thầy thầy đang làm tắt chỗ này các em không để ý đúng không? Không cần phải gọi số mol của oxy ở trong thằng y nữa bởi vì chúng ta thấy bản chất của cái phản ứng này là gì ạ? là uh, kim loại tác uh, oxit loại tác dụng với lại axit thì em thấy có tổng số mol gì ạ? Tổng số tổng số mol của H+ cộng chỗ này chính bằng bao nhiêu? Bằng ở đây V này với lại 2 nhân không 5 là cũng là VV v là 2V. Mà ta biết là H cộng cộng với uh, O2 trừ ở đây ấy, thì thành là nước đúng không? Vậy là tao uh, bảo toàn hydro đấy hoặc là em bảo toàn oxy đi thì có phải là số mol của gì ạ? Số mol của oxy nó bằng hai lần số mol của uh, bằng 1/2 lần số mol H cộng đúng không? Đúng không? Thì bằng V luôn. Thì em thay vào như thế này em thấy nó có mượt mà không? Ta luôn. Ừ. Uhm. Thầy giảng chi tiết hơn được không? Em chưa hiểu. Đấy, thầy giảng rồi đấy oxit kim loại tác dụng với thằng này thì sinh ra muối và nước đây này sinh ra thầy sinh ra muối và nước này đúng không nhá thì em bảo toàn này em gọi là đây nó cho sẵn là V lít rồi đúng không thì số mol HCl ở đây là V à, H2S4 thì đây là 0,5 V đúng không thì tổng số mol H cộng là 2 V bảo toàn hydro thì có phải số mol của nước đây ấy, là hydro nó chui, ở trong này nó chu vào đây là là V mol không sau đó thì em bảo toàn oxy em bảo toàn oxy thôi oxy thì ở trong oxit nó chui hết vào trong nước này cũng là vmon đấy thế thì em có là m của y chính bằng m cộng với lại 16 v bằng 12,64 m của cái muối này là bao nhiêu thầy đặt là khối lượng đấy m cộng với 35,5 v cộng với 96 nhân 0,5 v bằng 34,24 và em giải ra thôi cái này dễ mà nhá em dùng cách này thì nó sẽ nhanh hơn tùy các em em dùng cái nào cũng được <laughs> Ok thầy cho chúng ta sang câu 34 Những cái câu đó là những câu Gần như thầy đã dạy các bạn hết Ở trong khóa chuyên đề rồi Các em xem lại nó chỉ biến tướng đi tí ti thôi và Cách tiếp cận cách giải đó là do các em ừ. Rồi câu số 34 nào Câu số 34 này là câu hỏi liên quan đến Phần hydrocarbon của chúng ta Thuộc họ Ankin Ở trong chương trình hóa 11 đúng không ạ Người ta biến tướng một tí là ở dạng thí nghiệm Câu này thì anh nghĩ là không làm khó các em Các em comment cho thầy xem nào thầy cảm ơn Huy Cận nhá Mấy đứa hai cơ tư có đặc điểm là rất ít khi động viên thầy Các em xem hiểu bài, các em chả thấy bảo à, thầy ơi em hiểu bài gì cả rồi, Các bạn cứ ngồi nghe thôi Sau đó thì mấy ông cáp chờ thầy lấy ảnh me me Câu tư chắc chắn C rồi, được Thầy có cần thầy chữa kỹ câu này không? Câu này ấy, là người ta cho em như sau nhá Thực hiện thí nghiệm sau Mấy đứa phải nhìn cho thầy rõ cái thí nghiệm, bố trí thí nghiệm đã nhá Ở đây chúng ta thấy này Ở đây tôi có một cái ống nghiệm đúng không? Ở trong này chứa canxi cacbua, đó là CaC2 đấy đúng không? À, nhá, sau đó thì tôi cho nước nó vào ống nghiệm này đúng không? Canxi cacbua đen đen dưới này này. Xong rồi cho nước vào đây thì vậy là ta sẽ có ngay cái phản ứng của thằng nào? Của canxi cacbua. Nó cộng với gì ạ? Cộng với lại nước để sinh ra gì? Ca(OH) tất cả hai lần, ngoài ra nó còn sinh ra khí rất quan trọng đó là khí gì ạ? Acetylen. Đúng không em? Đây là cái phản ứng này chúng ta học lớp 11 rồi. Thì cái khí acetylen chúng ta là C2H2 này, nó mới đi qua đây này. Chỗ này bịt kín nhá. Nó đi qua đây này Xong nó chui vào cái bình này Cái bình tam giác này thì ở trong này chúng ta có là gì? HgS4, H2S4 và, H, và nước Thì em biết cái thằng này nó là thằng nào không? Cái thằng này nó có tác dụng là gì? Là thằng à, Biến cái thằng acetylen chúng ta ấy Nó thành gì đấy? HgS4 chính là Hg2 cộng Đúng không H2S4 để sinh ra được aldehyde chúng ta là acetaldehyde Bản chất của nó ấy Là cái bài toán mà à, Cộng nước Đúng không ạ? phản ứng cộng nước của acetylen đấy cộng với nước của acetylen để sinh ra uh, acetaldehyde nhưng mà đáng lý ra nó sinh ra ancol không bền nhưng đó chuyển hóa thành aldehyde bản chất đó là như này này CH2 đối đôi CH CH uh, gì? OH đấy nhưng thằng này nó không bền thằng này nó không bền nó chuyển hóa thành là acetaldehyde của chúng ta được chưa em hình dung cái vấn đề chưa đấy là hai cái phản ứng các bạn cần phải nhớ cái phản ứng số 2 này là phản ứng mà acetylen chúng ta là một ankin đối xứng đúng không đây này CH nối 3 CH này này nó cộng nước tức là cộng với một tác nhân không đối xứng HX ấy, cộng một tác nhân không đối xứng đúng không? Thu được sản phẩm là hết Thì đây là ta thu được cuối cùng nó chui ra ngoài này là khí A. Thì mấy đứa nhớ cho thầy khí A ở đây ấy, thì nó gồm là hai khí nhá Khí A ở đây chúng ta gồm là C2H2 này Đấy, và cái thằng CH3CHO. Em để ý thế cho thầy và khối lượng tổng của hai thằng này là 2,02 nhớ chưa? hai thằng này bây giờ người ta dẫn qua cái bình số 2 này dẫn qua bình này trong này tôi đựng cái dung dịch agn ba trong n ba dư và tôi thu được hỗn hợp rắn b thì cái rắn b này mấy đứa nhớ nhá rằng c 2 s 2 mà nó nó có nối ba này đúng không cho vào đây nó tạo ra là c gì ạ cag nối ba cag kết tủa màu vàng Đây này có nhìn thấy màu vàng đấy không đúng không thế nhưng mà đây nó bên này là màu vàng nhưng mà bên này nó có mấy cục màu trắng Cục màu trắng đấy thì điều đó chứng tỏ là thằng Andehit rồi này Nó phản ứng với dịa trắng bạc Đúng không? Để tạo ra cho thầy là đây là hai bạc Thế thôi Em nhìn rõ cái bình thí nghiệm này nó có màu vàng hay màu trắng ấy nhá Một phần là kết tủa vàng là thằng này Phần này là kết tủa trắng bạc đấy Vậy thì tính được số mon hai thằng này không? Người ta hỏi em là bây giờ nhá Sau khi kết thúc thí nghiệm tôi thu được là 11,04 gram rắn B này đấy, Ở bình số 2 Bây giờ hiệu suất của cái phản ứng cộng nước ở bình này đây hiệu suất của phản ứng cộng nước tức là cái 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 phản ứng hai này này, phản ứng cộng nước này. Thì em chỉ cần tính cho thầy cái số mol của gì ạ? Số mol của anđehit bằng bao nhiêu? Đấy, hiệu suất chúng ta sẽ tính bằng gì? Bằng đây là hiệu suất phản cộng nước em có thể tính theo khối lượng hoặc là số mol được. Số mol của thằng anđehit bằng bao nhiêu? Nó là phản ứng đấy. Trên tổng số mol của anđehit và CH2. Là xong bài toán kết thúc. Ok chưa? Ừ, vậy em đặt số mon cho thầy thằng này này, đặt số mon thằng này x thằng này là y đi. giờ vậy là chúng ta ra được cho thầy một cái phương trình. Đúng không? Thằng này là bao nhiêu? 26x cộng với lại uh, anh uh, CS3 CSO chúng ta là bao nhiêu nhỉ? 15 cộng với 2944 y bằng khối lượng 2,02. Thằng này ta cũng được một phương trình nữa. Anh uh, thằng anh CAG nối uh, C2 AG2 của chúng ta là 240 240x cộng với thằng này chú ý này, Thằng này ấy là theo số mol của anh Andy Hit này Nhưng mà đây tạo ra hai con bạc Vậy số mon nó là 2i Vậy chúng ta sẽ có đây là 108 nhân với 2i Khối lượng ở đây chính bằng là bốn đấy Và khi em giải ra em ra cho thấy bằng bao nhiêu Đấy thế thôi bài toán kết thúc rồi Đấy mấy đứa giải cho thầy xem là xy bằng bao nhiêu À thầy cảm ơn Lý Quốc Nhân X bằng 0,1 và Y bằng 0,04 Đây chính là số mol của thằng Acetan Chúng ta đây thì em thấy là Số hiệu suất chính bằng là 0.04 thôi Nhá 0.04 là số mon acetanid Trên tổng số mol hai thằng này là 0.05 Nhân trăm trăm Vậy 4 chia, chia cho 5 Thì nó bằng là bao nhiêu 80% Ok Thầy chữa rất là kỹ câu này rồi nhá Thầy hy vọng các em là Đấy Nó chỉ cần biến tướng đi thôi đúng không Thay vì một cái bài toán dườm dài Tôi sẽ cho một cái thí nghiệm Để các em học sinh có thể hình dung ra vấn đề Thì thầy hy vọng là các em hiểu bài nhá em in đề ra toàn dạng trắng bốc <laughs> giờ thấy thế thì chịu thầy in màu chứ đầu tư vào à, câu số 35 này như là lỗi và thầy đã update là lại cho em uh, cái, cái 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 câu 35 này và thầy hy vọng là các em nhìn vào đây cái chắc là em ra được đáp án luôn câu này nó cho điểm thôi câu số 35 comment cho thầy xem nào nếu mà thầy đã update lại như này thì em đáp án là gì ạ ừ, đỗ đại học cảm ơn đỗ đại học nhá Câu này ấy, uh, update lại cho em nhé Để thầy không muốn bỏ câu 35 đi Thầy update lại cho các, các bạn Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp ở đây gồm 0,08 mol là FES2 và X mol là CU2S Và axit HN3 vừa đủ em thu được dung dịch ở đây chỉ chứa hai muối phát thôi Đó là muối của gì ạ? Uh, của sắt uh, và muối của đồng xuân phát Và V lít khí là O duy nhất Người ta hỏi em giá trị của X tức là số mol của thằng đồng oxit Vậy các bạn bấm cho thầy Câu này ấy thì nó bị lỗi nhưng mà thầy đã sửa lại rồi sửa lại để cho các em trong cái buổi livestream này các em có thể học được luôn thì các em thấy là sửa lại này dễ nhất đó là tính cho thầy số 1 của x thôi ok chưa ừ. câu này ấy thì trong cái đề thì nó lỗi đấy trong cái đề nó lỗi nó bấm nhầm à, nhầm cái đáp án ABCD này nó nhảy tun nó nó bị nhầm đấy thì nó, nó đáng lý là hỏi V cơ rồi câu này thì các bạn làm như sau nhé chúng ta hãy em có thể quy đổi cho thầy cái hỗn hợp này này ở đây em thấy nó gồm sắt đồng và lưu huỳnh thôi thì các bạn quy về cho thầy là sắt này đồng và lưu huỳnh đúng không em giải bình thường bây giờ cho tác dụng với lại HNO3 cho tác dụng với HNO3 thì sẽ em sẽ thu được hai muối nhá dung dịch X của chúng ta là chứa hai muối sun phát đó là thằng nào ạ sắt tác dụng thằng này sẽ đẩy lên sắt 3 này đồng sẽ đẩy lên đồng 2 cộng này và lưu huỳnh ở đây sẽ là đi vào S42 trừ đúng không là muối sun phát nhá thì ta sẽ có này, em thấy số mol của sắt đây là bao nhiêu? 0,08 mol rồi. Đây sắt đây 0,08 này. Số mol của đồng đây là bao nhiêu? X nhân với 2 là 2x. Số mol của lưu huỳnh ấy thì nó được cung cấp bởi thằng này và thằng này. Em thấy đây là bao nhiêu? X này. Còn thằng này là 0.08 em nhân 2 cho thầy là 0,16. Thì em bảo toàn sắt trong bên này là 0,08 này. Đồng vẫn là 2x này. Còn lưu huỳnh ở đây cũng vẫn là x cộng 0,16 thôi. Và nhanh chóng muốn tìm x thì em chỉ cần là bảo toàn điện tích cho thầy thôi. Ở trong dung dịch x này nhé nó sẽ có bảo toàn điện tích thì 3 x 0.08 này cộng với lại 2 x 2 là 4x này. bằng 2 x với x cộng với 0.16 em có thể bảo toàn e hoặc em bảo toàn điện tích cũng được và từ đây em rút ra cho thầy x nó bằng 0.04 ok chưa đáp án chúng ta là d nhé mấy đứa ừ, rồi cảm ơn các bạn thế thôi câu số 35 chúng ta xong nhé à, thầy cho chúng ta chuyển sang câu số 36 là một câu mà thầy đã chữa cho các em ở trong cái khóa chuyên đề à khóa khóa chuyên đề nhỉ yeah cái phần là biện luận công thức cấu tạo và sơ đồ chuyển hóa của hợp chất hữu cơ ấy là thầy đã chữa câu này rồi do đó mà thầy hy vọng là các em vẫn nắm được hoặc là có thể là có dạng biến tướng của nó đi thế đưa vào bài tập tự luyện do đó mà tất cả các bài tập tự luyện ở trong cái đề ở trong cái khóa chuyên đề là thầy sẽ đưa vào trong sách 30 đề đề thầy đưa vào trong các livestream luyện đề xếp hạng rồi cái thứ cho các em để các em ôn đấy để kiểm tra xem có bạn nào học và chữa và tự làm cho thầy cái phần tự luyện hay không đấy nhớ chưa Câu này chuyên đề live 15. Thế à? Rồi. Thầy sẽ chữa lại. Có cần thầy chữa câu 36 không à Có trong sách 199 của ở Lý Thuyết. Câu này có cần thầy chữa không hay là thôi nhá? Thế thì thôi nhá. Câu này không chữa nữa nhá. Cho đỡ mất thời gian. Câu này đáp án là gì nhỉ? Câu 36 chắc chắn chọn C. Võ Quang Vinh. À, Lý Quốc Nhân. Vậy thì uh, câu 36 này thầy sẽ không chữa nữa nhá. Câu này ở trong sách 199 có rồi. Tới thầy cũng chữa này. Và ở trong khóa chuyên đề live số 15 thì thôi thầy cũng chữa nữa để tiết kiệm thời gian. Đáp án là C đúng không? Cảm ơn Phạm Trí Thành nhá. Chúng ta chuyển sang câu 37 nào. Tôi câu 36 thì các em xem cho thầy ở các livestream cũ đi, đỡ mất thời gian. Để hôm nay chữ nhanh quá. <laughs> Rồi, câu số 37. Câu số 37 mấy đứa đã gặp chưa và em comment cho thầy xem nào. Comment thầy câu số 37 nào. Tất cả những câu nào thì sắp sắp tới những câu nào mà làm rồi thì thôi. Các em xem lại livestream đỡ phải chữa mất thời gian mấy đứa để các em còn dành thời gian để học môn khác nữa. Nhúng thanh kẽm này và thanh đồng đây, thanh kẽm này và thanh đồng đây. Hai thanh này là không tiếp xúc với nhau vào cốc đựng a bốn loãng. Sau đó thì tôi nối uh, hai thanh này với dây dẫn và ở đây nó có một cái khóa, khóa X. Có nghĩa là khóa X này ấy, thì nếu mà nó đóng thì là dây dẫn uh, đóng còn mở là dây dẫn chúng ta nó 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 không chập vào nhau kiểu như thế đúng không đây là cái câu hỏi liên quan đến cái phần là uh, ăn mòn hóa học đúng không ăn mòn kim loại và ăn mòn điện hóa ăn mòn hóa học đấy thì em thấy này kẽm và đồng này là hai thanh này em nhúng vào dung dịch H2S4 bây giờ người ta cho em các phát biểu thì câu này thầy nghĩ là không 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 có gì đáng sợ với các em đúng không người ta hỏi em số phát biểu không đúng tức là phát biểu sai em comment thầy xem nào ừ, comment thầy câu này xem nào ta sẽ check nhá nào một một là gì đây khi mà mở khóa X, mở tức là gì ạ là hai thằng này không tiếp xúc với nhau qua dây dẫn đúng không đóng thì mới tiếp xúc Để vậy khi mở khóa x thì có bọt khí thoát ra thanh đồng sai luôn chọn một chúng ta chọn luôn đúng không thằng này sai thì em chọn nhé bởi ừ, người ta hỏi phát biểu không đúng mà khi mà em mở khóa x thì bọt khí nó thoát ra ở thanh đồng là sai bởi vì khi mà À, khi mà cho gì, mà mở khóa x thì thanh đồng lúc này là ăn mòn điện hóa à không không xảy ra hiện tượng bởi vì đồng nó không thể nào mà đẩy hydro ra được nó chỉ có kém thôi hai khi đóng khóa x đấy có bọt khí thoát ra ở thanh kém câu này đúng rồi gạch thực ra thì khi mà em đóng cái khóa x này này đúng không thì bọt khí nó thoát ra ở cả thanh đồng nữa bởi vì nó xảy ra ăn mòn điện hóa thôi thầy giải thích trước sau đó chọn đáp án cho dễ nhé nào đầu tiên ấy đầu tiên nếu mà em quên cho thầy là cái dây dẫn này đi thì kẽm và đồng em nhúng vào hai số bốn thì kém nó đẩy được uh, gì ạ kém nó đẩy được hydro ra để tạo ra zn hai cộng cộng với hydro thế thì mấy đứa mới nhìn thấy là có bọt khí nó thoát ra ở trên bề mặt của cái thanh kẽm này thì đây chính là ăn mòn hóa học ăn mòn hóa học thôi nhá yeah. còn thanh đồng này ấy, khi mà chưa nối dây dẫn chả có hiện tượng gì thế bây giờ tôi nối dây dẫn vào tôi nối dây dẫn vào thì nó xảy ra cái hiện tượng ăn mòn điện hóa đúng không lúc đấy ta sẽ có hai cái điện cực Và hai kim loại khác nhau bản chất và tiếp xúc gián tiếp với nhau qua dây dẫn cùng nhúng trong một dung dịch uh, điện ly là 2 s 4 thì khi đó thì chúng ta mới xảy ra là gì ạ xảy ra hiện tượng là hydro nó sẽ chạy về thằng đồng này để làm gì ạ nó thoát khí thoát bọt khí ở đây thoát cả bọt khí ở thằng đồng này đúng không nhá thế vậy thì uh, sau khi giải thích xong cho các bạn thì chúng ta sẽ chọn nhanh này ba à, tốc độ uh, bọt khí thoát ra khi mà mở khóa x mở này và đóng là như nhau sai sai chọn khi mà em đóng vào thì tốc độ thoát khí nó sẽ thoát ra nhanh hơn bởi vì nó xảy ra ăn mòn gì ạ? ăn mòn điện hóa đúng không nhớ không nhá bốn à, khi mở khóa x hay đóng khóa x thì thanh kẽm chúng ta đều bị ăn mòn quay đúng cạnh đi bởi vì là nếu mà đóng thì là ăn mòn điện hóa còn mở thì là ăn mòn hóa học năm khi đóng khóa x thì có dòng e chuyển rời từ đồng à, sai sang kẽm sai sai câu này sai chọn nó phải là chuyển từ kẽm sang đồng chứ đúng không Đấy kém mà chúng ta nó sẽ bị làm sao Kém chúng ta nó bị uh, bị uh, oxy hóa 6 yeah. khi đóng thanh khóa uh, X thanh kém đóng vai trò là cực âm Đúng rồi chúng ta tạo ra một cái pin điện hóa Thì khi đó kém nó điện cực Nó uh, nó là kim loại mạnh nó sẽ ở gì Anode cực âm yeah. Và tại anode Thì nó sẽ bị ô hóa theo cái phương trình là Z uh, kém thì sẽ tạo thành Zn2 cộng, cộng với 2e đấy. Cái này học mãi rồi uh, Câu này đúng thì em gạch đi 7. khi thay thanh đồng bằng thanh magie thì thanh kẽm chúng ta vẫn bị ăn mòn điện hóa. Thanh kẽm vẫn bị ăn mòn điện hóa có phải sai rồi. Ở khi mà em thay thanh đồng bằng thanh magie thì thanh magie nó có tính khử mạnh hơn kẽm thì magie nó sẽ ăn mòn bị ăn mòn còn kẽm thì được bảo vệ, đúng không? Câu số 8. Khi mà thay dung dịch H2S4 bằng ancol etylic thanh kẽm không bị ăn mòn có đúng này đi. Bởi vì nếu mà em thay axit bằng thằng C2S54H thằng này không không phân ly, không dẫn điện. Do đó mà nó không thể là môi trường điện ly được nhá. Do đó mà kẽm chúng ta nó vẫn chơi chơi thôi. Và chúng ta sẽ có là đáp án chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Đáp án chúng ta là đáp án A nhé. Mấy đứa cái mấy đứa cái hiểu chỗ này không ạ? Cái phần ăn mòn hóa, hóa học ăn mòn kim loại phải ôn lại cho thầy thật kỹ nhé. Rồi, có số 38 nào? Ôi Lý Quang Nhân 38B cũng nhanh thế à Câu 38 này thầy chưa cho mấy đứa chưa Nãy giờ quên uống nước này Thằng mắt dậy đâu lại comment uh, linh tinh rồi ấy anh các bạn đừng comment vào cái cái comment của bạn kia nữa thì nó sẽ nổi lên đấy bạn chắc là thầy thành đang thấy thành xác nhận cái đã xóa chưa nhỉ các bạn đừng comment vào những cái kia đấy nhá chúng ta phải bỏ bỏ đi những cái bỏ đi các em phải nhớ chúng ta phải bỏ đi những cái tiêu cực bởi vì chúng ta ở đây đang là những người mà có tư duy tích cực và mong muốn tiến bộ phát triển còn một số cái uh, thành phần mà uh, vô học, uh, vô ý thức uh, thì vẫn đang quẩn quanh xã hội mà nó để nó tạo thành xã hội chúng ta không tiếp xúc với những đối tượng đó chúng ta block đi thì coi như là chúng ta tạo ra một môi trường trong sạch lành mạnh thôi cái uh, những cái thành phần đó thì nó 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 hiện hữu hàng ngày nó như kiểu là những cái bóng đêm ấy, mà sau này các em đi làm các em sẽ gặp phải không tránh được chúng ta phải thông cảm điều đó Thầy thì hay, ngày hồi đầu mới livestream thì thầy hay bực với mấy cái đó Nhưng sau này thầy mới nghĩ là Mình bực làm gì để cho nó mất thời gian Thay vì thế thì uống một nước cái Sau đó lại dậy tiếp, ok chưa À rồi Yeah, ok Thầy hy vọng là các bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái đó Và sau này các em sẽ còn gặp nhiều lắm Xã hội sẽ phân công Khi đó thì các em sẽ giao nhiệm vụ cho các bạn đấy Để làm những cái việc mà các em không muốn làm Được chưa, câu số 38 38 nào mấy đứa À, câu này thì à, câu này thầy đã chứa cho mấy đứa chứ nhở à, câu này liên quan đến cái phần là chất béo cho m gam x chứa các triglycerid và các axit béo tự do à, thằng này nó tác dụng vừa đủ với là 0,25 mol nao đun nóng em thu được 69,78 gam hỗn hợp muối của các axit béo thì các axit béo này axit béo no đúng không ạ à, mặt khác nếu em đốt cháy hoàn toàn vẫn là m gam x này thì cần dùng từ này là oxy người ta hỏi em giá trị của m Câu này nếu mà em tinh tế thì em có thể là đồng đẳng hóa, em có thể là uh, thủy phân hóa rồi vân vân mấy đứa dùng uh, cách nào ạ. Thì các em nhé, chúng ta sẽ có này. X của chúng ta ấy, cái này thì nếu mà em mà uh, nắm tốt rồi thì thầy không cần sơ đồ hóa ra được cho thầy hệ phương trình luôn. Còn không thì thầy sẽ sơ đồ hóa cho. Triglycerid chúng ta em có thể coi nó là LR trung bình CO3 lần C ba nha. Và các cái axit béo tự do thì các em có thể coi nó là LR trung bình đúng không? hoặc là L phải trung bình được tóm lại L trung bình COH. thì, thì uh, thầy nghĩ ấy, là em có thể đồng đẳng hóa kết hợp với uh, các bạn dùng phương pháp nào ạ đồng đẳng hóa thủy phân hóa OK đồng đẳng hóa kết hợp thủy phân hóa OK Thế thì đồng đẳng hóa kết hợp thủy phân hóa nhá chúng ta sẽ biến anh X của chúng ta thành gì nào axit chúng ta em quy về là HCOH tách ra gì ạ? glycerol đúng không C3H5OH tất cả ba lần uh, C2 và và nước Xong chưa? Số mol của axit thì chúng ta sẽ khai thác được ngay chính bằng số mol của kiềm là 0,20 25. Số mol thằng này em không biết em có thể gọi là x. À, số mol thằng này là y đi. Và số mol của nước thì bằng gì âm 3 lần số mol của glycerol. Nhá, cái đấy chữa rất nhiều rồi. Bây giờ ấy, em cho nó tác dụng với NaOH này. Đúng không em? Thì em sẽ thu được cho thầy là muối. Muối ấy thì chúng ta thấy là muối là muối là là gồm thằng nào? HCONA. CH2 đi vào muối Đúng không? HCO, NA và C 2 Thế thôi Đây Số mol của thằng này là 0,25 rồi Số mol của anh này là Y Ô, Thế thì ra được Y luôn rồi ấy. Cần gì phải đặt nhỉ? Bởi vì người ta cho em khối lượng muối này Khối lượng muối đây là 69, bao nhiêu? 69,78 Từ đây em ra được cho thầy Y Còn bao nhiêu? Em nhân cho thầy với thằng này là 68 đi Em ra cho thầy Y luôn Thế câu này thì không cần phải ra hệ công trình Bấm cho thầy cái thế nào? ơ ừ, thủy văn hóa thì câu này nó nhanh hơn đấy em uh, trực livestream blog cho anh uh, bắt dậy cái hả ừ, vợ. em đang mở một tab nhưng em không thể để anh chờ Ừ uhm. Chính phạm à, tại sao số mol à, nước lại bằng trừ 3 lần số mol glycerol Thì cái đấy em em xem lại cho thầy là cái phương pháp thủy phân hóa nhé Cái đấy thầy dạy rồi đấy Xem lại cho thầy trong cái khóa chuyên đề ấy. Thì lúc này em rút ra cho thầy y bằng bao nhiêu Y bằng 3,77 Ok em rút ra cho thầy y bằng đây là bao nhiêu Y bằng 3,77 gram À mà diện mol Đúng không ạ Đây em lấy cho thầy 69,78 Em trừ đi 68 nhưng không phải 25 là, là chia cho thầy với 14 thôi Nhá À, sau đó thì em nghĩ thấy là gì ạ ở đây chúng ta có là bảo toàn e bởi vì có số mon của oxy nghĩ ngay đến cho thầy bảo toàn e em phải bảo toàn e luôn cho thầy đi bảo toàn e cho thầy cái thông tin có rồi y ở đây là bằng 3,77 rồi em bảo toàn e cho thầy ta có thằng này ấy là bao nhiêu là hai nhân với 0,25 bảo toàn e thì có cái phương pháp rồi đấy chỗ này là dạy cho những bạn ấy thôi nha dạy cho những bạn nào mà vận dụng cao thôi chịu khó tập trung vào cái các em đừng những bạn nào mà comment mắt dạy các em đừng đừng quan tâm các em đừng comment chính các em comment vào những cái comment đấy nó nổi lên được cái gì đâu cứ để cho nó trôi đi đúng không các em đừng comment vào những comment đấy làm cái gì khổ quá thôi Uh, đây chính là những cái thành phần mà nó nó gây ảnh hưởng đến uh, các em có thể hình dung nó chính là những cái đối thủ của mình này, hoặc là những cái thành phần uh, bố náo mắt dạy dùng nick lon để phá cái livestream của thầy mà. Và sẽ ảnh hưởng việc học của các bạn thôi. Ok bảo toàn e đi nào. Rồi bảo toàn e cho thầy đi. nhá. Chúng ta sẽ có đây là 2 nhưng không phải 25 chỗ này thằng này là C3H5 thì carbon đây là cộng 4 3 4 12 là 19 19 trừ đi 3 14 14x cộng ở đây là anh này là 6. 6 nhân với 3,77. Nước thì không cháy rồi. Chúng ta sẽ bằng ở đây bằng bao nhiêu? À, bằng 4 lần số mol oxy là 4 nhân với 0, 0 em rút ra cho thầy x. Thế thôi. Là bài toán này thì quá mềm mại đúng không? X bằng 0,08 Thầy cảm ơn uh, Nguyễn Thị Hoàng Kim. X bằng 0, 0, mol. Gặp phải mình ở ngoài đời chắc đập cho không còn cái răng nào. Máu tuét. Ok, chúng ta có là bây giờ người ta hỏi em là gì là khối lượng m m của x thì em ra cho thầy mx thôi. mx thì chính bằng tổng khối lượng của bọn này nhé. đấy cho thầy 0,25 em nhân cho thầy với 46 là anh này này. Anh này là 92 nhân với x, 92 nhân x là 92 nhân 0,08 à, cộng với 14 à, nhân với 3,77 à, cộng với gì ạ? À trừ đi nước là trừ đi 18 nhân với 3 nhân với x đây là 0,08 và em ra kết quả được chưa? Ok chưa? MX như bạn vừa bạn nào vừa comment cho thầy MX bằng 67,32 g đúng không? Thì cái câu này thầy đã chữa rất nhiều cho các em chịu khó nhé. Thôi tập trung vào học đi, mình nữa tập trung vào học đi. Mất thời gian là làm cái gì? Câu số 39 này thầy sẽ không chữa nữa và bởi vì là câu này thầy đã chữa cho các bạn ở trong thầy đã chỉ luôn cho em và thầy sẽ chữa câu số 40 để chúng ta nghỉ ngơi nhé. Câu 39 này các em vào trong khóa nhiệt nhiệt nhôm hả? Em vào trong này. Nhà lớp VIP chúng ta các bạn vào cho thầy khóa vận dụng cao 9 cộng. Đây, Bài toán nhiệt nhôm câu này thầy đã chữa rồi Mấy đứa còn nhớ không? Câu này thầy là y nguyên luôn đấy nhá. Bài toán nhiệt nhôm câu này thầy đã, đã nhớ là thầy đã chữa cho các bạn rồi đấy. Nó nằm ở câu nào vậy? Bài toán nhiệt nhôm VIP 3 hay sao ấy nhỉ? Có bạn nào nhớ không? Đây này. Nó đấy. Đúng không? Ừ. Câu này là thầy đã chữa rồi đấy nhá. Sau đó mà thầy sẽ không chữa nữa và chúng ta chuyển sang câu cuối cùng đó là câu 40. Uh, bài toán nhiệt nhôm vip 3 Vip 3 Ok Ờ uh, chúng ta chuyển sang câu cuối cùng Đó là câu số 40 Câu này thì uh, chắc là thầy sẽ chữa cho các em Câu này thì nhìn nhanh thôi Không quá khó đâu Câu số 40 nào Em chưa đọc đề em đọc đề em nhớ ngay Câu số 40 mới nữa 40 Lý Quốc Nhân đã chọn D Huỳnh Thị Cẩm Vân <laughs> Nhanh thế Rồi ờ, Tuyệt vời Chốt câu 40 nào Hợp chất hữu cơ X có chứa carbon, hydro và oxy và nitơ Bây giờ đốt cháy hoàn toàn là 0,01 mol X Bằng lượng vừa đủ là 0,0875 mol oxy Đấy, Em đốt nó Đốt nó thì em thấy sinh ra CO2, sinh ra nước và sinh ra nitơ đúng không Sau uh, phản ứng cháy sụp toàn bộ sản phẩm và nước vôi trong dư Đấy, Dạy tư duy nhé sau các phản ứng xảy ra an toàn, em thấy tách ra kết tủa ở đây chúng ta chính là CaCO3. thì số mol thằng này chính bằng số mol của CO2 đúng không? là bằng bao nhiêu? 0,07 mol. em bảo toàn carbon thì số mol carbon đây là 0,07 mol rồi đúng không? ok chưa? có nghĩa là ta sẽ có luôn là x ở đây ấy, em có thể quy nó về carbon hydro oxy và nitơ đầu bài cho sẵn này thì bảo toàn carbon này này do là kiềm dùng dư Đấy, số mol đây là 0,07 thì carbon đây là 0.07 luôn Ồ, oh, cái câu này dễ mà. Nào, bây giờ nhá Sau đó thì khối lượng dung dịch bị giảm đi là 2,39 gram so với khối lượng của nước vôi trong ban đầu. Và đồng thời có khí thoát ra. ở Đây là thằng này là khí nitơ Khí nitơ thoát ra với số mol đây là 0,015 mol. Đúng không? không 0,015 mol thì bảo toàn nitơ cái. Chui vào đây nitơ số mol đây là 0,03 gấp đôi lên. Không chưa? Rồi, chúng ta khai thác thông tin để đi tìm số mol hydro và số mol của nước nào. Ờ số mon của thằng nào đây nhỉ số mon của thằng, thằng thằng m dung dịch giảm đi chúng ta có đây là khối lượng dung dịch giảm khối lượng dung dịch giảm thì chính bằng khối lượng kết tủa trừ đi gì ạ khối lượng của co 2 cộng với khối lượng của nước được chưa thay vào đây cho thầy cái bấm cho thầy nhé là chúng ta giải quyết xong thôi khối lượng dung dịch giảm đây đầu bài cho em là 2,39 này khối lượng kết tủa đây là 7 gam trừ đi khối lượng co 2 là 44 nhân số mon co 2 là 0,07 cộng với lại khối lượng của nước đấy là 18 nhân với số mol của nước từ đây em ra cho thầy số mol của nước bằng bao nhiêu ờ ừ, cho thầy xin số mol nước nào mới được Số mol của nước bằng 0,085 thầy cảm ơn Phương Thùy 0,085. Ok, thì số mol của hydro em nhân đôi cho thầy nó bằng bao nhiêu nhỉ à, 0,17 đúng không 0,17 thế còn oxy thì chúng ta tính như nào em bảo toàn gì ạ tính cho thầy số mod của oxy em bảo toàn oxy thôi rồi nhá đấy bảo toàn oxy cho thầy bảo toàn oxy đi bảo toàn oxy cho thầy ra số mol của oxy có trong x bằng bao nhiêu đấy cái này thầy hướng dẫn các bạn thôi Ờ Rồi ok cho thầy xin số mon của Oxy 0,085 thầy ơi Đỗ Tiêu Nguyệt 0,085 Con số mon của Oxy thì bằng bao nhiêu 0,005 thầy cảm ơn Lý Quốc Nhân 0,05 mon Rồi thì đến đây thì chúng ta có tất cả các bon hydro và oxy ra được công thức đơn giản à, ra được các bon trung bình trong nó trong này chưa các bon trong x thì chính bằng là số mon thằng này là 0,01 đấy đúng đầu bài cho thì nó thằng này các trong x bằng 7 hydro ở trong x thì chính bằng bao nhiêu Uh, 17 chia nhân đôi là bao nhiêu? Uh, 17 không phải 17 chia cho 0,1 nitro trong này nó vào 0, không phải, 0, không phải 17 à? à? bằng 17. C7H17N3 đúng rồi 17 này. Uh, bao nhiêu nhỉ? Oxy bằng bao nhiêu? Oxy trong x bằng 5. Nitro trong x bằng bao nhiêu? Bằng 3. Tóm lại là x của chúng ta đó là C7 H17 uh, O5 và N3 Tất cả gì N lần Nhưng mà chắc là trường hợp là Đây là công thức đơn giản nhất Nhưng mà chắc trường hợp là N1 thôi Đúng không ạ? Hình như câu này là C, C7 H17 O5 N3 đấy Vậy chúng ta thấy ở đây ấy, Nó có 5 nguyên tử oxy và có 3 nguyên tử nitơ Mà quan trọng nhất là cái phản ứng này này Nha, Em đọc tiếp này Khi mà lấy 4,46 gam x phản ứng vừa đủ với NaOH Đây là bao nhiêu? 0,06 mol thì phản ứng xảy hoàn toàn em chưa được uh, chứa được ba muối à ba chất tan trong đó thì có một muối của axit hữu cơ hai muối là của uh, gì ạ hai amino acid hai amino acid này thì nó có gì ạ thuộc họ của bọn van uh, van uh, gly và A la tức là một nhóm coh và một nhóm nh 2 phân tử khối hơn kém nhau 14 đơn vị carbon thì chỗ này ấy, em phải tinh ý biện luận thôi chúng ta sẽ có này muối chúng ta em sẽ thu được là một muối là CO gì ạ na là muối của các axit carboxylic muối thứ hai là Dạ Có thể là H2N R gì Đây R1 đi. R2 và COH. Muối thứ ba là aminoxit đây là R3 COH. Trong đó thì thằng R3 này có thể là bằng R2 cộng với 14 đơn vị carbon, tức là nó gì ạ? Nó đề hơn kém nhau 14 đơn vị carbon. Nhá. Thì với cái công thức này các em sẽ phải suy ra cho thầy là anh này nó có hình như hai đồng phân thì phải. Đây. Đưa ra đây cho các bạn, kéo lên đây nhá. Rồi, chúng ta sẽ có là thằng x này ấy. thằng x này của chúng ta khả năng sẽ có hai đồng phân rồi bởi vì em nhìn này thằng này có oxy nó bằng 5 vậy nếu mà là thuộc dạng s chắc chắn phải thuộc dạng s làm ngang này nhá Đấy, và gì ạ có thể là coo Đấy, coo đúng không nhưng mà đây này mới có 4 oxy thôi và ở đây nó có 3 nitơ 3 nitơ điều đó đồng nghĩa việc chúng ta phải làm nhiều chúng ta phải hình dung ra thôi đồng nghĩa việc là đây là có thể r 3 này đây có thể r 2 này đây là r 1 này Đấy, cái cấu tạo của thằng này nó, nó nó phải như thế này. R1, R2, R3 nó phải nằm như thế này. Thì với với kiểu này chúng ta sẽ có hai 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 cấu tạo. Một là CH3 này, COO này. N H3 đúng không? ạ CH2. Đấy. CONH, đây chỗ này là CONH này. Thằng này có một nhóm methylen, trong này phải có hai nhóm methylen được chênh nhau 14 đơn vị carbon mà ở chỗ này là hai này đây là COO này và đây là NH4 đấy được chưa một đồng phân là anh này đồng phân tiếp theo ấy, đó là cái nhóm methylene em cho nó nhảy sang đầu này thì nó thành là HCO NH3 CH2 CONH chỗ này là CONH nhé đấy CH2 hai lần COO NH3 CH3 đúng không Mấy đứa nhìn ra chưa? Úi ơi có ông nào Lý Quốc Nhân đâu Thanh Bình nó viết cho thầy sứ rồi. Ôi trời, hoành tráng thật. Thế vậy thì khi mà cho tác dụng với lại gì ạ? Khi mà cho tác dụng với nào hát ấy thì em sẽ thu được muối. Muối của em ấy với cái trường hợp số 1 này này thì uh, nào tấn công vào đây, nó tấn công vào vị trí này và nó tấn công ở vị trí này, đúng không em? Thì em sẽ thu được muối là gì? Đây thầy viết ở đây cho em dễ hình dung nhé. Nếu mà tấn công thì thu được muối ở đây này thì một muối ở đây là CH3 COONA này muối tiếp theo là gì? đoạn này của chúng ta chính là H2N đấy, CH2COONa này. đoạn này chúng ta là gì? H2N, CH2 hai lần COONa, được chưa? còn nếu như anh này chẳng hạn đấy, có tới hai trường hợp rồi. nếu như anh này ta ra được đây là nó tấn công vào đây này, một này, hai này và ba. một muối chúng ta là HCOONa này. muối còn lại thì chính là hai anh này thôi. cái chỗ này đoạn này nó như nhau, H2N này. CH2COONa H2N CH2 hai lần COONa. Xong chưa? Vậy thôi. Nhá. Ui rồi, mệt quá. Nói mỏi cả mồm. <laughs> Nhưng mà vấn đề cái là em phải xác định số mol của thằng X để cho thầy M lớn của thằng này M lớn của thằng này em bấm cho thầy nó bằng M lớn nó bằng là 223 nhá thì khi đó chúng ta nếu mà dùng 4 44,46 gam thì số mol của thằng này nó bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 0,02 mol, đúng không? đây nếu mà em dùng 4,46 gram anh này thì em lấy 4,46 em chia cho thầy 223 ra bằng 0,02 mol, chưa? thì số mol của anh này cũng là 0,02 này, số mol anh này 0,02, số mol anh này cũng là 0,02, thì sang đây thằng này cũng là 0,02 hết, còn này là số mol nó là như nhau hết, đây số mol của các muối là như nhau hết, đều là 0,02 hết, được chưa? 0,02 0,02, thằng này anh thế, 0,02 0,02 và 0,02. Thế vậy thì muốn tính khối lượng muối thì em tính khối lượng muối cho tới hai thằng này thì xem nào. Em chỉ cần là cộng khối lượng phân tử bọn này lại với nhau và nhân vào 0,02 thôi. Thằng này em cộng với cho thầy là 82. Thằng này là bao nhiêu nhỉ? 97 à? Thằng này là 111. Còn anh này là 68. Anh này cũng là 97 và anh này là 111. Nhá. Vậy ta sẽ có này. Thầy gọi đây là M1 đi. Đây là M2. Ta sẽ có cho thầy là M1. Tính bằng.

Em ạ, à, nó có hai trường hợp là 5.8 và 5.22 thì các em kiểm tra cho thầy xem nào Ở đây nó hỏi em là giá trị của M có thể là Có thể là thì chúng ta nhìn lên 5.44, 6.14 thì đáp án chúng ta là D rồi 5.52 hoặc nó có thể là 5.8 tùy bài Nó có thể hỏi Ok chưa à, Ngày hôm nay thầy đã cố gắng là chữa cho anh em cái đề số 3 rồi Nhưng hơi tụt mút ở giai đoạn cuối một tí à, Vì thầy Thành không trực page thì thầy sẽ nhắc nhở thầy Thành ở cái chỗ đó nhá yeah. thầy thằng thì thành rất là vất vả nhiều hôm đã phải tám chín giờ 11 12 giờ mới về từ công ty về do đó cũng rất là vất vả có thể là thấy thầy dạy ngon ngon rồi học sinh cũng đang tương tác rất tốt thì có thể là tranh thủ phi về mà không trực page dẫn đến, đến là có thể là một số đồng chí là vào comment mất lịch sự gây ảnh hưởng các em thì cái điều đó là thầy và team tôi học rất là xin lỗi các bạn vì đã không quản được điều đó thì thầy hy vọng là riêng được học với thầy phạm thắng thì các em hiểu rồi thầy không phải là người khó tính mà thầy muốn tạo cho các em một cái môi trường học tập lành mạnh nhất có thể thôi. Bởi vì cuối cùng khi các em lớn các em trưởng thành rồi các em nhìn lại các em thấy cái thời trẻ trâu của mình các em mới biết là mình uh, yếu kém về rất nhiều thứ. Và các em gặp được thầy thì đó là cái điều tuyệt vời cho các em ở cái giai đoạn mà các bạn uh, coi trời bằng vung này. Được chưa nào? Ok, cảm ơn mấy đứa rất là nhiều và thầy hy vọng là uh, các em cố gắng làm đề cho thầy. Uh, ngày mai thầy sẽ đăng cho em đề số 4 lúc 12 giờ trưa thì mấy đứa hãy dành thời gian các em uh, làm uh, thử đi nó rất tốt cho các em không bổ uh, đầu thì bổ đuôi thì uh, thầy hy vọng là thầy đã thức khuya dậy sớm để làm cái chiến dịch này tặng các bạn nó là thành thương hiệu của thầy và team tôi học rồi thì hy vọng là uh, đến khóa các em vẫn duy trì được nhá ok cảm ơn uh, nguyễn duyên cảm ơn uh, nguyễn thị hoàng kim huỳnh thị cẩm vân thanh huyền mai anh nguyễn thị hoàng kim huỳnh thị cẩm vân đỗ tiêu nguyệt thầy cảm ơn mấy đứa rất là nhiều uh, thời gian nó không chờ đợi ai cả đâu và các em trưởng thành càng sớm càng tốt. Hãy trưởng thành đi nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.